Hello, xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã đến với channel của Phương Nga. Và trước tiên hết thì Nga cũng xin gửi lời chúc đến tất cả mọi người và chúc cho mọi người trong những ngày tháng sắp tới đây mình gìn giữ được sức khỏe cho chính bản thân mình và những người thân trong gia đình. Và như mọi người biết rằng là hiện tại bây giờ hầu như là các bạn học sinh, sinh viên hiện tại là đang ở nhà và không có đến học ở trường hoặc là trường đại học. Nhưng các sinh viên thì đa số là các bạn đó học trên online trực tuyến. Và đặc biệt là đối với các bạn nhỏ ở tiểu học thì như thế nào, ra làm sao? Thật sự ra nếu mà việc học online cũng rất là ok cho mọi người. Và một trong những cái phần mềm mà chính bản thân mình thấy hữu hiệu nhất, ok nhất hiện tại bây giờ đó là phần mềm Zoom. Vì sao? Các anh chị và các bạn biết là đối với bản thân mình rất thích phần mềm này. Cái app Zoom này rất có ích và giúp cho mọi người có thể connect với nhau, học hành với nhau hoặc là hợp hành thông qua cái app. Và các anh chị biết là hiện tại bây giờ hạn chế gặp mặt trực tiếp thì là điều tốt nhất. Và cái app Zoom này có thể giúp cho người học, ví dụ như các học sinh tiểu học cũng có thể học được. Các anh chị biết rằng những ngày tháng vừa rồi Nga có đã training cho một cái group nhỏ, các bạn nhỏ đó lớp 4, lớp 5. Khi sử dụng phần Zoom thì các em rất là ok và các em có nghĩa là tìm tòi và nhiều khi có những cái còn hơn cả người lớn của mình. Và việc cài đặt Zoom trên điện thoại và trên máy tính rất là dễ các anh chị. Và bây giờ Nga sẽ hướng dẫn các anh chị và các bạn cách cài đặt phần mềm Zoom hoặc là cài đặt cái app Zoom trên điện thoại trước, và sau đó Nga sẽ có một cái ngay chuyện trên các anh chị trên máy tính. Và đầu tiên Nga cũng nói sơ về cái lý thuyết rất là nhanh và ngắn gọn, sau đó Nga sẽ đưa vào thực hành liền và cho mọi người biết. Đầu tiên thì các anh chị và các bạn cứ hình dung cái điện thoại của mình đi, mình cầm trên tay và mình vô đào nó về. Có hai cách, tại vì hiện tại bây giờ điện thoại của mình sẽ là có chạy trên hai hệ điều hành, một cái là Android, hai là iOS. Thì đối với iOS là đối với những anh chị xài smartphone, iPad thì các anh chị sẽ vô App Store để mà download về, nó free. Và cái việc thứ hai, nếu như các anh chị xài iOS thì các anh chị và các bạn vô CH Play, các anh chị và các bạn đánh chữ Zoom, có nghĩa là đánh phần tiếng Việt là Zoom hoặc là chữ Z tiếng Việt á, là O chữ Oom, thì các anh chị sẽ tìm kiếm và các anh chị sẽ download nó về ha. Sau khi download xong mình sẽ khai báo như các anh chị làm như trong Facebook vậy. Các anh chị sẽ khai báo địa chỉ email rồi các anh chị đăng nhập vô thì nó vô bình thường. Và chi tiết cụ thể Nga sẽ trình bày cho các anh chị và các bạn nha. Đầu tiên đây là giao diện màn hình của iPhone ở trên giao diện của iOS hoặc là iPad. Thì các anh chị và các bạn bắt đầu mình sẽ tiến hành đi đến chỗ App Store. Và vô App Store thì mọi người sẽ đánh vô tìm kiếm, đánh chữ Zoom. Rồi, khi mình đánh chữ Zoom thì trong giao diện của iOS hoặc trên Android á, đều xuất hiện rất nhiều cái phần mềm có tương tự na ná Zoom, có chữ Zoom. Thì mọi người chọn cho mình cái chữ Zoom đầu tiên, vì những cái Zoom đó là cái dùng trên iCloud và cái đó là một trong những cái thịnh hành, tại vì mình có rất nhiều cái loại Zoom và hầu như các loại Zoom này người ta đều dùng để hợp hành và học hành ở trên đây. Và mình cũng click down. Trong lúc chờ click down cái Zoom đến cái điện thoại download về thì mình cũng lướt sơ qua xem thông tin, tại vì một số cái app người ta yêu cầu cái cấu hình của mình như thế nào, ra làm sao thì mình phải biết mới download được. Tại vì khi bạn phải kiểm tra được cái bộ nhớ của bạn hoặc là RAM của máy bạn để mà cho việc đó được tốt và nó chạy, phải còn có khoảng trống thì máy mới chạy được. Rồi đây là mình coi phía trong của cái Zoom, người ta nói về lịch sử và cái độ mà tin cậy học hành. Đây nó đến version là 8.0 và hiện tại bây giờ thì Zoom
sử dụng cần cái bộ nhớ là 69.1 MB. Đây đó. Và mình chờ đào, đây là những hình ảnh, những thông tin người ta giới thiệu về cái app Zoom dùng để họp hành, connect với nhau, rồi dùng để nói chuyện với nhau và trình bày. Các anh chị có thể là họp hành, và ngay cả trên học hành cũng vậy, các anh chị có thể share tất cả mọi cái về giao diện màn hình trên điện thoại của mình. Bên cạnh đó, nếu mình sử dụng trên laptop thì có thể mình share được giao diện laptop, và nó giống như là một cái phòng riêng của mình, một cái cơ công giống như là một cái văn phòng của mình có thể share tất cả mọi thông tin cho những người làm việc chung với mình trong đội nhóm của mình. Do phần Zoom này cái cũng hơi là cao nên cái tốc độ nó chạy down về cũng khá khá là chậm, với lại còn tùy thuộc vào là cái wifi của nhà. Có thể là hôm rày thì do lượng cái mạng cung cấp nó tương đối là hơi bị yếu nên nó chạy hơi khá chậm. Và đối với phần app mà Zoom này mọi người làm ở trên laptop nó cũng tương tự như thế, nhưng trên laptop thì mình sẽ cái cách download nó sẽ khác đi một chút, thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người xem ở trong những video clip kế tiếp. Ngoài ra thì ở trong đây nó cũng có Zoom Educate, nhưng cái Zoom Educate này thì mình chưa có dùng đến. Tại vì Zoom Educate này nó là một phần cũng na ná như Zoom kia, cái Zoom mà mình đang down, và cái Zoom mình đang down là một trong những cái trình Zoom cũng khá là lớn vậy. Và nó hiện giờ nó là có những cái cách thức, ví dụ như Zoom nếu như các anh chị và các bạn down bình thường mình xài thì mình chỉ được free trong vòng 40 phút, còn sau 40 phút tự động nó sẽ sign out ra, nó mình phải như kêu tất cả mọi người trong nhóm mình sign in trở lại thì mình sẽ được dùng free. Nhưng nếu như mà mình mua với một cái trả cái dung lượng giống như để cho thời gian là không bị giới hạn, rồi mọi cái được ưu đãi, rồi nhiều cái tính năng mạnh khác trong Zoom, thì mình phải mua, và mỗi một tháng thì mình trả đâu tầm khoảng 25 26 đô. Và đây mình đã đào được rồi và mình đi vô. Đây, khi mà vô trong Zoom thì các anh chị và các bạn sẽ thấy cái giao diện người ta yêu cầu mình khai báo. Đầu tiên là nhập địa chỉ email ha, mình sẽ đánh địa chỉ email của mình vô. Kế tiếp nữa mình sẽ đặt cái tên của cái phòng mà đại diện của mình, cái tên của mình á, thì mình sẽ nhập ở trong first name, và cái class name thì mình sẽ đăng ký là cái họ của mình. Và mình đang nhập cái địa chỉ email của mình vô ha. Mình khai báo kế tiếp là cái first name của mình lấy cái chữ tên là Natalie. Và cái họ của mình. Rồi, sau đó mình click vô agree. Và ở đó nó sẽ gửi cho mình một cái thông tin là Zoom nó sẽ gửi về địa chỉ email của mình một cái mail để mà xác nhận ở trong Gmail, nên mọi người nên dùng Gmail để mà thiết lập giao diện Zoom này cho nó tốt. Tại vì đa số Gmail bây giờ nó rất là mạnh và mọi cái mình đều connect trong Gmail, thì cái việc mà mình chạy trên các app đều nó nhanh và những cái thông tin báo nó cũng lẹ. Rồi bây giờ mình thoát ra, mình đi vô Gmail của mình, và mình đang tìm kiếm, mình đánh Gmail ở trong Google Chrome trên điện thoại, và mình vô Gmail. À, mình bị nhầm, tại vì mình trên một cái điện thoại của Nga thường sử dụng nhiều cái Gmail mà mình quản lý nằm trong điện thoại để mà mình sử dụng những cái tính năng của trong Gmail và mình tận dụng, nên mình đang tìm kiếm, mình chưa chưa đúng đúng Gmail rồi. Bây giờ mình thoát ra, mình vô cái Gmail của mình, cái hồi nãy mình đăng ký trên Zoom. Mọi người nhớ là vô đúng Gmail đăng ký trên Zoom nha. Đây,
khi mình vô trong cái Gmail của Zoom gửi về cho mình một cái mail ở trong cái Gmail hồi nãy mình đăng ký, thì mình vô đây mình sẽ activate cái account đó. Nó có hai loại, một thứ nhất á, là mình sẽ click vô Activate Account chỗ cái nút màu xanh này, hai là mình sẽ click vô cái đường link này ha, và để mà nhanh gọn lẹ thì mình sẽ click vô Activate Account cái nút đấy. Thì khi mình click thì tự động cái trên điện thoại nó sẽ connect vô, và nó có thêm một số thông tin nữa là đầu tiên nó kiểm tra là tên của mình đúng hay không, và mình sẽ nhập password để mà vào Zoom. Mọi người nhớ password vào Zoom cũng giống như mình chơi bất cứ cái app nào hay mình xài bất cứ cái app nào, thì đó là giống như một cái chìa khóa để mở ra cái cổng để đi vào trong cái app. Và mọi người nhớ rằng ở đây nó yêu cầu phải ít nhất 8 ký tự, và có một ký tự số chữ, một cái ký tự số và có một cái ký tự in hoa. Nhớ, và mình không được sử dụng những cái trường hợp cái ký tự như là mình đánh một hơi một đống con số 1, hoặc password của mình là 1 2 4 5 6 7 8 9, hạn chế đánh cái trường hợp password như thế, nó sẽ không có chấp nhận. Và mọi người hãy nhập cái password mình vào và xác nhận hai lần, confirm password là mình nhập y chang là cái password hồi nãy mình đánh và giờ mình đánh là y chang. Sau đó mình sẽ click tiếp cái nút màu đỏ continue, màu cam continue. Rồi bây giờ mình đã nhập xong và mình click vô continue. Và khi click vô continue nó sẽ cho mình qua cái step kế tiếp là nó nói là invite college, có nghĩa là mình sẽ mời những người cùng tham gia phòng Zoom mình. Do các anh chị thiết kế thì các anh chị cứ tìm một cái địa chỉ email nào đó các anh chị cứ nhập vô đại đi, có nghĩa là mình sẽ mời, nếu như các anh chị thật sự có những người cùng muốn tham dự cái phòng đó mình họp hoặc mình học hành này kia thì mình nhập cái địa chỉ email của họ, còn không có thì mình cứ chọn một cái địa chỉ email nào chính của mình luôn, mình giả bộ mình nhập vô để khai báo vô thôi. Và nhớ là cái số cái chữ mà để mà capture code thì là mình sẽ nhập y chang cái chữ màu đen đó người ta cho, mình sẽ nhập vào. Và mọi người chú ý là cẩn thận đối với capture code khi mà mình nhập hoặc là password, thì các anh chị và các bạn nên chú ý cái phần của mình chuyển qua chế độ tiếng Anh, tại mình quên mình đẩn để chế độ tiếng Việt thì nó sẽ rơi vào trường hợp đánh Tyler hoặc đánh Verny. Rồi bây giờ nó đến test meeting, mình sẽ kiểm tra cái phòng test. Rồi cái chỗ URL đó là cái đường link của chính mình để mình có thể share cho người ta, và khi mình click vô ok thì nó sẽ chuyển cái giao diện màn hình của mình vô trong Zoom, và đây là mã ID code của chính Zoom của bạn. Mỗi một cái Zoom khi mình tạo ra mình đều có cái mã ID như thế này, đó là cái mã ID vào phòng của mình. Lát hồi mình sẽ nói cụ thể cho các anh chị và các bạn biết cái mã ID này có giá trị khi các anh chị và các bạn cung cấp cho những người khác để vào phòng mình. Còn nếu mình không giữ ngay chụp lại cái màn hình đó để mình giữ để cái mã ID của mình, nếu như các anh chị và các bạn không muốn dùng một cái mã ID này thì lát hồi các anh chị và các bạn sẽ có cách để thay đổi cái mã ID. Nhưng cái đó lát hồi mình sẽ hướng dẫn cụ thể, đây là mã ID chính thức của mình dùng để đi vô. Nếu như các anh chị là người chủ mở cái phòng tổ chức phòng Zoom giống như các chị là chủ phòng, thì các anh chị sẽ dùng cái mã ID này gửi cho các người partner của mình cùng tham dự vô bằng cái mã ID đó. Và bây giờ mình đang activate vô cái Zoom. Và khi vô activate này thì nó có hai cái, là một mình sẽ dọn vô là join hoặc là hai là sign in. Nếu như các bạn và các anh chị chọn click vô nút join, join ở trên nó có cái kể là cái dòng phía trên là ID code, có nghĩa là người ta sẽ cung cấp cho mình cái ID, mình tham dự phòng học của người ta thì mình sẽ lấy cái ID đó của người ta cung cấp, mình sẽ đánh vô cái chỗ mã ID cái dòng đầu tiên. Còn nếu người ta gửi cho các anh chị đường link thì các anh chị copy cái đường link vô đó và các anh chị và các bạn sẽ click joining. Còn bây giờ Nga muốn đi vô sign in. Bây giờ sign in mình giống như là mình là người chủ phòng để tạo cái phòng học cho mình hoặc là cái phòng họp cho mình, thì bây giờ mình sẽ đánh vô cái sign in và mình sẽ nhập cái địa chỉ email đúng như địa chỉ email các bạn đã đăng ký ở trong Zoom. Và kế tiếp
thì các anh chị và các bạn sẽ nhập cái password. Cái password này chính là cái password mà mình đã đăng ký với Zoom, mình nhập vào giống như các anh chị mở một cái account Facebook, các anh chị nhập địa chỉ email và cái password của mình để vô trong Facebook thì cũng giống như vậy, hoặc là mở cái Gmail cũng giống như vậy. Đây, khi mình đã vô được, mình đang làm cái chủ phòng đây ha, mình vô thì mình sẽ nhấn tất cả các yêu cầu của Zoom nó yêu cầu ra, thì mọi người cứ nhấn nút OK hết cho mình, vì nó sẽ setup cho các anh chị và các bạn nào là âm thanh này kia, hình ảnh. Đây đây là chính là cái địa chỉ ID của mọi người. Nếu các chị và các bạn click cái nút màu xanh, cái nút chuyển qua màu xanh, thì cái ID này luôn luôn là cái ID chủ của mình, không thay đổi. Còn nếu các anh chị tắt, có nghĩa là lần này các anh chị vô đúng ID đó, nhưng nếu như lần sau khi sign in vào sẽ là một cái ID khác. Do đó để khỏi mà rắc rối, hoặc là nếu mà mình muốn đổi phòng thì mình sẽ đổi lại cái chế độ khác. Đó, bây giờ mình đã click OK hết tất cả. Nào là người ta nói là test về âm thanh, test về hình ảnh, rồi test về cái khi mà mình nghe headphone, và nếu như mình không cần headphone thì mình sẽ test nói trực tiếp trên cái âm cái micro của trong điện thoại luôn, không dùng headphone. Và bây giờ mình đang chuẩn bị sign out ra, mình rời khỏi cái phòng này. Và bây giờ thì mình sẽ sign in vô cái phòng, mình click vô phần app Zoom, rồi mình click vô cái joining. Đây là mình làm một cái ví dụ nha. Đây các anh chị mở mở cái Zoom của mình ra và mọi người sẽ click vô cái joining. Sau khi click vô joining thì mình sẽ nhập cái mã phòng mà cái chỗ đối cái người mà cung cấp phòng cho mình có cái mã để mình nhập vô thì mình mới được vô, hoặc là họ sẽ cung cấp đường link. Đa số là cặp họ sẽ cung cấp một cái mã thì mình nhập cái mã ID của cái phòng mình sẽ được vào học. Và khi nhập xong thì mọi người sẽ đi vào trong phòng, nhưng phải chờ một chút xíu, cái người chủ phòng mà cung cấp mã ID cho mình họ đồng ý thì mình mới được join vào. Đây họ đã đồng ý và Nga đã join vào. Và khi join vào thì mọi người sẽ có tại những cái test giống như nó hỏi về âm thanh, hỏi về hình ảnh, mọi người cứ click yes hết hoặc là ok hết. Đó, đây là cái chờ cái yêu cầu của cái người chủ phòng. Họ đồng ý thì mình sẽ vô trong cái phòng. Rồi, và check về âm thanh tai nghe ha, thì mình sẽ click ok để sử dụng cái âm thanh của cái điện thoại. Và yêu cầu khi mà sử dụng phần mềm Zoom này thì wifi của mọi người phải ổn định và khá là mạnh, thì cái mình sẽ không có bị nhảy hoặc là cái mạng mình nó sẽ bị lắc. Do đó mọi người phải test về wifi của mình phải mạnh thì mình mới sử dụng phần mềm Zoom này được. Thế là mình mới vừa hướng dẫn cho mọi người cái cách download app và cái cách dùng để sign in vào việc học. Và trong những loạt bài kế tiếp thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách sử dụng. Bên cạnh đó thì mình sẽ có những cái loạt bài bằng tiếng Anh để dạy và học cho các bé cũng như người lớn. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Các anh chị và các bạn có thể click subscribe để mà theo dõi những loạt bài sắp tới mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái cách ôn tập.